Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì trước khi vào câu chuyện thì mình bia sản phẩm của Tân. Thì ai có nhu cầu mình vào trang fanpage Tân Lê Horror Gift hoặc là Đinh Lăng Food and Horror để được nhân viên Tân tư vấn. Thì đây là mẫu hộp, hộp lùng, hộp cao, hộp gì cũng có hết trơn á nha. Rồi chầm chân, hút chân không cũng có cho những người thích mua số lượng nhiều. Logo truyền kỳ bao nhiêu năm. Ok, rồi ai có nhu cầu ủng hộ Tân. Thì câu chuyện ngày hôm nay á, là câu chuyện của một người fan. Anh gửi câu chuyện ly kỳ của anh về cho Tân kể các bạn nghe. Mà anh gửi câu chuyện này cũng lâu lắm rồi. Thì dạo thời gian gần đây giống như là mình được lên level quá. Nghĩa là mình kể những câu chuyện nó ngày xưa mình đọc những câu chuyện mình bị nhức đầu nha. Nhức đầu chóng mặt, đọc không nổi luôn. Hoặc là có những câu chuyện của fan gửi đọc không hiểu. Nhưng mà giống như là bây giờ mình được lên level sao á, đọc nó không chóng mặt, hiểu. Và mình trao đổi được với người ta. Thì may quá là anh vẫn đợi để Tân kể câu chuyện của anh cho các bạn nghe. Đối với chuyện ma, chuyện tâm linh đó, nó xảy ra ở mỗi gia đình, ở mỗi người, mỗi hoàn cảnh nó khác nhau. Cho nên có nhiều người mà người ta rất là muốn thấy mà không thấy đó, thì mình chúc mừng là bạn không thấy. Kệ, bạn không tin cũng được, mà thôi thà đừng không thấy còn hơn là thấy. Thấy cái nó ám ảnh lắm. Từng thấy gia đình nào cũng vậy, hễ mà thấy cái là đêm ngủ mất ngon. Ăn uống là coi như là run rẩy liền, chứ không phải đơn giản đâu. Thì câu chuyện của anh á, nó xảy đến là như vậy. Mẹ của anh lấy ba của anh, là vì thời điểm đó mẹ của anh á, là một người không cha không mẹ từ nhỏ. Có nghĩa về bên phía mẹ là không có gia đình. Mẹ anh là trẻ mồ côi. Còn ba anh lúc đó có một sự đồng cảm. Là ba của anh cũng không có mẹ, mà chỉ có ba thôi, gà trống nuôi con. Là ông nội của anh này là nuôi một người bác và ba của anh này. Thì cái thời điểm đó là ba của anh này đó là chăm ông nội bị bệnh. Cái bị bệnh tuổi già mà kiểu như cũng nặng đó. Cứ ngồi một chỗ như vậy. Thì thời điểm đó là thấy ba của anh này cứ chạy tới tất tả ngược xuôi lo cho ông nội. Cho nên là mẹ anh này mới thương. Thấy người đàn ông này là một là giống mình, thiếu tình mẹ. Có ba nhưng mà ba đang bệnh. Rồi hiếu thuận với lại gia đình. Cho nên là cái người phụ nữ đó thương mới quyết định lấy làm chồng. Là thứ nhất. Thứ hai là do thời xưa đó, cái người phụ nữ mà cứ đi qua nhà đàn ông hoài đó, thì người ta dị nghị. Còn bây giờ thì người ta thoải mái hơn rồi. Còn hồi đó mà gái chưa chồng á, mà cứ đi qua nhà đàn ông mà không phải một đàn ông mà đến hai đàn ông là ông nội với lại ba anh này thì rất là dễ xảy ra điều tiếng. Cho nên là thà một là đến với nhau luôn để cho người ta khỏi nói, khỏi dị nghị. Cho nên mẹ quyết định mẹ lấy ba để về phụ chăm cho ông nội. Thì còn một người bác nữa, thì người bác đó là đi tu từ sớm. Là do thấy cuộc đời là bể khổ đâm ra đi tu. Thí dụ nhà miền Nam mà ra tới Bắc tu lận, cho nên là cái chuyện chăm cho cha mình á, thì khó. Cho nên là tu tập hồi hướng cho cha mình, cho em mình là ba của anh này. Mình giới thiệu sơ để bạn hiểu. Thì cái thời điểm đó khi mà mẹ về cùng với lại ba này chăm ông nội đó, thì được 3 năm, 3 năm làm dâu thì ông nội qua đời. Cho nên là từ giây phút đó trở đi thì hàng năm là cứ vào thanh minh tảo mộ là mẹ này sẽ chạy ra mộ lau dọn cho mộ của ông nội. Thì không bao giờ, từ xưa đến giờ không bao giờ mà nghe ba của anh này hay là người bác tu ở ngoài kia là kể về cái ngôi mộ của bà nội. Giống như là không có hiện hữu trên đời. Mà hễ mỗi lần mà nhắc tới là giống như ông nội rất là buồn. Buồn mà buồn bỏ cơm luôn đó.
buồn bỏ cơm mà 1 2 tuần luôn á, kiểu như ăn mà ăn không ngon, ăn ít rồi cứ ngồi đăm chiêu suy nghĩ đau lòng. Đâm ra từ nhỏ là cái người bác và cả ba anh này đều không dám nói tới. Cho nên khi mà mẹ anh này về đó thì ba cũng có dặn là đừng hỏi về má, tại vì từ nhỏ là cả hai cũng không thấy bà nội đâu, mồ côi mà cũng không thấy đâu. Thì sau này lớn lên á thì những người lớn luôn cả anh này đều hiểu một chuyện là có lẽ là do ngày đó sợi dây tơ hồng nó đứt đôi, có thể là bà nội bước thêm bước nữa với ai đó, cho nên là ông nội không muốn nhắc tới, đó là như vậy thôi. À, thì ngày ông nội mất rồi thì cái mộ chỉ có duy nhất một mình mộ ông nội là mẹ bạn này, mẹ anh này chăm sóc. Thì mọi chuyện nó bình thường như vậy cho đến cái ngày hôm đó, cái năm đó là thanh minh tảo mộ, thì mẹ của anh này mới như thường lệ mới đi ra đó để mà lau dọn rồi tâm sự với mộ của ba chồng. Thì khi mà ra mới thấy một cái lớp tơ nó bám ở chân mộ, thì mẹ anh này mới hoảng hồn nghĩ rằng là mộ bị côn trùng hay là một cái loại sâu bọ nào đó nhện thế này đó nó giăng như vậy là dơ không tốt. Thì mẹ mới lấy rượu mẹ lau, tại vì lấy rượu lau là để côn trùng nó không có sinh sôi, rồi sẵn lấy rượu tưới thì mới ngồi tâm sự, nói con với chồng con bữa nay thanh minh ra thăm ba mà thấy mộ dơ quá con xin lỗi ba. À, cách đây 1 2 tháng con cũng ra con lau dọn con đâu có thấy vậy đâu, thì chắc côn trùng nó mới tới. Bởi vì ngoài cái thanh minh tảo mộ ra thì nhà gần mộ mà, cho nên là mẹ bạn lâu lâu của anh này lâu lâu cũng đi ra lau dọn châm trà châm nước ngồi tâm sự với lại mộ của ba chồng đó. Cho nên mới 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 thấy ủa sao tự nhiên cái năm đó bị vậy, thì mới nói. Thì vừa mới nói xong đó, thì trời bắt đầu chuyển mây đen, cho nên 2 vợ chồng lập tức đi về, ba mẹ anh này lập tức đi về. Thì cái lúc mà về mới nói thôi ba con về trước, năm nay không ngồi nói chuyện với ba nhiều, nhưng tóm lại tình hình gia đình mình nó là khỏe. Bác thì bác tu ở ngoài kia là coi như là cũng an phận rồi, sức khỏe tốt là được. 2 đứa cháu đó, thì anh này có một người em nữa, thì nói chung là lớn rồi. À, tụi nó kiếm tiền được rồi. Đó, thì thông báo cho ông biết vậy. Thì 2 vợ chồng về thì đi ngang một cái khúc sông lớn. Thì thời điểm đó mẹ của anh với ba sau này xảy ra sự việc mới nhớ lại là mình nhìn thấy một cái con thuyền, mà con thuyền đó là thuyền đoàn hát. Là bởi vì ở trên nó có trống có kèn, nó có phong màn bằng những cái bộ đồ hồ quản. Nhưng mà ngộ có một cái là họ treo phơi, họ phơi ở bên hai bên hông thuyền. Cái con thuyền tuy là bự nhưng mà nó mục nát như thuyền hoang vậy đó, không có thấy người trên đó. Nhưng cái khoảnh khắc đó nó chỉ lướt qua một chút xíu thôi, bởi vì trời đang giông tố thì không biết có ai nhìn thấy hay không, tại mình đang đi cái khúc đường đó thì mình thấy cái sông. Nhưng mà mình qua chút xíu nữa là mình bước vô khu dân cư rồi, thì mình chuẩn bị về nhà rồi, thì vô những con hẻm mình không thấy nữa. Nhưng mà 2 vợ chồng thấy như vậy thôi chứ không có cảm thấy lạ, chứ không có cảm thấy là lạ. Tại bởi vì sao? Thứ nhất là tại vì họ sống cái thời mà ngày xưa cũng đã đi coi những đoàn hát, đi coi những cái gánh hát, thì họ cũng lạ lẫm gì, họ thấy cái hình ảnh nó cũng quen thôi. Chắc ai đó người ta mời đoàn hay là sau đó ai neo đậu, giông tố mà đâu ai nhìn cho kỹ gì chi. Nhưng mà khi về đêm đó là mẹ anh này mới nhìn thấy một người phụ nữ còn trẻ mà cái gương mặt nó rất là ghê, bận đồ hát hồ quản mà ngồi nhìn mình ở trong phòng. Vì thời điểm đó là 2 người này lớn rồi, anh này kia anh lớn rồi, em ảnh cũng lớn, thì ba mẹ của ảnh là ngủ 2 nơi khác nhau, họ không ngủ chung. Ở đây là một điều mà Tân nghĩ là nhà các bạn cũng có, khi mà những người lớn người ta qua cái độ tuổi nào đó thì ông ngủ một phòng bà ngủ một phòng chứ họ không có ngủ chung. Cho nên cái đêm mà bị cái chuyện đó đó là mẹ của anh này hét lên, thì gia đình mới vô hỏi, thì mới nói là thấy một cái người phụ nữ bận đồ hồ quản ngồi nhìn ghê đấy, không phải là hình ảnh máu me mà là một người đang trang điểm, là họ đang trang điểm để đi hát đó.
là gương mặt trắng hồng á, tuy là kẻ lông mi lông mày này kia nhưng mà sợ trắng bệt, mà nhìn trong đêm mà sợ bận đồ hồ quản ngồi trong phòng mình thì dù có đẹp mình cũng sợ, tại nào giờ ở phòng mình đâu có ai, như là chị em phụ nữ với nhau nữa, nó nhìn thấy gì ta sợ. Và cái chuyện đó nó kéo dài một tuần lễ, gia đình không có cách nào để giải quyết, và mẹ anh này rơi vào tình trạng coi như là suy nhược do mất ngủ, trong lòng cứ thủng sức sợ hoài. Đó, thà đừng gặp, gặp rồi nói vậy đó. Thì anh mới dẫn mẹ đi khám, đi khám sức khỏe. Thì bác sĩ nói là về phần tổng quan đó thì sức khỏe bình thường, không bị gì hết, nhưng mà chỉ là do mấy đêm liền mất ngủ là cho nên là cái cơ thể nó hơi suy nhược. À, nhưng mà do có lẽ là cuộc sống áp lực quá, do bà cuộc sống áp lực quá, nào giờ có đi du lịch không? À, thì lúc đó gia đình mới nói rằng là chưa bao giờ mẹ đi du lịch từ cái ngày mà về làm dâu. Thì đúng rồi, một bà nội trợ dành cả một cuộc đời nuôi con rồi lo cho chồng, chưa một lần cùng chồng đi thăm thú khắp nơi, cứ ở nhà sáng suy nghĩ ngày nấu ba món không cũng khùng nữa, đúng không? Thì bác sĩ mới nói vậy thôi, đưa bà đi du lịch đi, thấy mấy anh cũng lớn rồi, chắc là chồng của cô đây chắc cũng lớn tuổi rồi, tự biết lo rồi, thôi thì thời thế bây giờ người ta bị stress trầm cảm, thôi đưa đi du lịch đi để cho thay khuây khỏa ra khỏi cái cuộc sống bình thường của mình một chút xíu, để thấy thế giới bên ngoài nó thú vị như thế nào, thì để cho mẹ anh này anh khuây khỏa sẽ quên đi những cái chuyện mà bức bách về đêm, chứ bác sĩ đâu có ma. Thì mới về, mới lo cho mẹ anh, mới lo cho mẹ của anh đó, hai mẹ con thôi, bị đứa em lúc đó phải đi làm, mà ba thì sức khỏe. À, ông nội của ảnh á, ba của ảnh chứ, sức khỏe, đâm ra là không có muốn đi. Thì ảnh mới dẫn mẹ ảnh đi Thái 3 ngày 2 đêm. Thì khi đi qua bên đó mẹ hoàn toàn khỏe mạnh, đi chơi vui rồi thăm thú chuyện lạ rồi văn hóa mới, rồi đi chùa chiền đẹp này kia. Thì anh mới nghĩ trong bụng là chắc là mẹ mình do bị tâm lý, bác sĩ nói đúng. Tại vì ở trong nhà mà cứ lo cơm ngày 3 bữa hoài, mà mỗi người một ý nữa, ba cha con, ba ông nữa, mỗi người một ý, nhiều khi mẹ chết, tối mẹ nằm mơ mẹ thấy bậy. Thì cái ngày mà về đó thì có nhắn về cho ba anh này với lại người em là chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn chút đón mẹ về, mà kiểu nhắn vui đó, đón mẫu hậu về. Thì khi mà về thì cái bàn cơm á, bạn biết có nhiều nhà ta xây bàn cơm cách biệt hẳn với lại phòng khách, nhưng mà khi mình ngồi mình ăn thì mình có nhìn ra ngoài phòng khách. Thì thời điểm đó bạn biết là nhà anh này tiết kiệm điện, đâm ra chỉ mở đèn vàng ngoài phòng khách thôi, còn cái đèn mà sáng là mở trong phòng ăn hết. Thì bốn người đang ngồi ăn thì mẹ mới nhìn ra ngoài phòng khách. Thì lúc này không phải là mơ mà là thấy trực tiếp người phụ nữ đó đứng quắt mẹ. Thì là mẹ gục xuống, mẹ xỉu ngay tại bàn, là lập tức đưa đi cấp cứu trong bệnh viện. Thì khi mà vô cấp cứu đó, bác sĩ nói là do bị mệt suy nhược, bị rối loạn tiền đình. Thì lúc đó ba cha con cãi lộn với nhau trong bệnh viện. Thì ba với lại người em trai thì la anh này, nói là tại sao biết mẹ mình lớn tuổi mà không cho ăn, để cho bị suy nhược rối loạn tiền đình là do ăn thôi, đi máy bay mà bị là do không ăn uống đầy đủ. Anh này nói là trời ơi, có ăn uống đầy đủ hết rồi, chắc có chuyện gì đó. Thì ba người đang cãi nhau chí chóe vậy đó, thì mẹ anh này mới tỉnh. Tỉnh thì mới kêu ba anh này ngồi xuống, với hai người là anh này với đứa em ngồi xuống, mới nói một câu rằng là em xác định rồi, ở trong nhà mình có ma. Cái người phụ nữ là ai thì tôi không biết, nhưng mà mấy lần nằm mơ trong giấc mơ tôi tỉnh dậy thì không có, nhưng hôm nay là tôi trực tiếp rồi. Tôi nhìn thấy mười mươi đang quắt tôi, mà bận đúng một bộ đồ hồ quảng, trang điểm đầy đủ quắt tôi. Nhưng có một điều tôi muốn nói cho anh biết là cái gương mặt người đó y chang anh. Có bao giờ đó là mẹ anh không? Là bà nội của anh này hiện hồn về đó, sau bao nhiêu năm không ai nhắc tới thì bây giờ gặp đó. Thì ba này mới trầm tư lại.
ba này mới nói rằng là chắc có khi là như vậy. Tại tôi thấy trong nhà ba của mình trước khi mất đó, để rất nhiều đồ đoàn hát. Những cái món đồ mà để trong nhà đó là ngày xưa lúc mà mẹ về làm dâu, là lúc mà ông nội còn sống, cũng có nói những món đồ đó là của đoàn hát. Cho nên mới nghĩ rằng bà nội có bao giờ là kép hát hay không. À, thì lúc đó là mới nghi. Nghi thì mới quyết định là mời thầy. Thì thầy đâu xa, đó chính là bác của anh này. Đang tu. Đang tu thì mới gọi ra để nói cái tình hình. Thì bác mới bay vào. Bác bay vào thì bác mới ngồi xuống nhà, bác mới cúng. Bác làm cái lễ cúng thì bác mới nói rằng là sở dĩ bác tu, bác thấy cái số phận con người khổ quá. Ngày xưa ông nội một thân gà trống nuôi con, hai nuôi hai người lớn lên đó. Đôi khi thấy ông nội nhịn đói đó, mà mình thì mình bị thiếu mẹ. Đâm ra bác mới hỏi là tại sao cái nghiệp của mình là như vậy. Thì những năm tháng tu hành bác biết một chuyện là mẹ mình là người có căn. Mẹ cũng là một người biết tu, là người có căn, nhưng lại là một người đi làm nghề hát, chỉ biết đến đó thôi. Cho nên khi nghe gia đình gọi bác bay vô liền, bác biết là mẹ về. Dông hồn đó trở về được. À, thì người bác mới lập cái để coi là tại sao ngày xưa ông bà bị chuyện gì mà chia cắt nhau. Thì khi mà lập cái đàn cúng á, thì cái người bị nhập là mẹ anh này. Thì mới kể cái câu chuyện cho gia đình đó là ngày xưa gia đình của bà nội anh này á, là cái hồn ma đó đó, là gia đình đoàn hát, nhưng mà chỉ hát cho thần nghe thôi. Có nghĩa là buổi sáng á, là họ sinh hoạt bình thường như người khác, hoặc là họ ngủ. Nhưng mà về đêm á, là họ sẽ cập bến vào những cái mái đình để họ hát cho những người là thần trong đình đó nghe, hay là những người thầy tu mà có căn, những người thầy pháp ta vô người ta nghe, để người ta biết những cái tình hình của thần tiên cái vùng đó. Có những câu chuyện rất là lạ. Anh này kể là bà nội anh ngày xưa là như vậy. Cho nên là những người đó, từ khi mà họ có biết cái chuyện của họ phải hầu cho những người thánh đó, cho đến ngày họ chết, họ không được bước thêm bước nữa, đặc biệt là con gái. Mà nếu như bước thêm bước nữa, thì cái người chồng đó cũng phải là người có căn, hoặc là người phải đi theo đoàn hát đó cả đời. Cho nên là bà nội thời điểm đó không muốn quen ai, chỉ muốn diễn cho thần thánh rồi đến ngày mình chết mình về miền cực lạc thôi. Thì không ngờ đêm hôm đó ông nội của bạn của anh này đi nhậu bên nhà bạn về trễ, đâm ra nghe tiếng kèn trống vui quá chui vô coi. Chui vô coi thì mới phạm là vô cái bữa coi của thánh. Tại ổng cũng nhìn thấy ở phía dưới là những người giống như vong hồn, và có những người là bận đồ cũng giống như hồ quản ngồi. Thì ổng thấy, tức có nghĩa là ông nội cũng là người có căn. Có căn mới nhìn thấy được thần thánh ma quỷ chứ. Thì lúc đó là bị bà nội với lại cái đoàn hát đó, chửi. Là bị ông cố đó, mới chửi. Chửi mới đuổi đi. Đuổi đi thì ông nội mới quay lại nói chuyện cắt cớ. Kiểu như bị quê á, nói chuyện làm gì đuổi tôi. Trời ơi, diễn ồn ào tôi vô tôi coi làm gì đuổi tôi. Thì lắm như dễ thương sao không biết. Thì bà nội mê. À, người ta mà con gái mà bạn, như dẫu là bạn có làm việc cho thần thánh hay gì đi nữa cũng là ở người phàm mà, đang trong hình dáng người phàm mà. Thì cái chuyện mà bạn thấy người ta dễ thương, bạn mê là chuyện bình thường, mà ông nội chắc cũng dễ thương. Thì mấy ngày sau đi ra chợ búa đó, thì lại gặp mặt nhau ngoài chợ quê. Thì hai người lại thấy hợp nhau. Bắt đầu lén lút tìm hiểu. Tìm hiểu thì bị ông cố là người trong đoàn hát biết. Mới ra gặp mới nói nếu như thương con gái tôi thì anh đi theo đoàn hát anh làm việc luôn đi, nhưng anh phải bỏ xứ đi lưu vong với tụi tôi. Cái thuyền đi đâu anh đi đó. Đêm nào mà đình nào có thần thánh về đó mà tụi tôi diễn, anh phải về đó để anh phụ. Và không có được tiếp xúc nhiều với người phàm. Chỉ cần như vậy thôi là sau này đó mà có mất đi thì sẽ về với trời. À, thì lúc đó ông nội nghe vậy bỏ nhà đi. Bỏ nhà đi theo bà nội. Thì cứ lưu vong lưu lạc vậy thì sanh ra được hai người con. À, sanh ra bác của anh này và sanh ra ba anh này. Thì lúc đó ba anh này mới có 1-2 tuổi thôi.
Thì ông nội mới bồng ba này đi ra trước đình. Thì đêm đó diễn sao ta ra trước đình ngồi hát. Mà ông nội là người đẹp trai mà lại có duyên hát hay nữa. Cho nên khi ra ngồi trước đình ngồi hát vậy đó, mấy bà đi chợ mê. Đó là lý do tại sao mà những người ta có căn mà người ta phục vụ cho thần thánh, người ta tuyệt đối không tiếp xúc người phàm. Tại rất là dễ nảy sinh lòng phàm mà gây ra chuyện sát thân đó. Chứ không phải đơn giản là người ta né đâu, ta sợ gây ra họa sát thân. Thì ba này ngồi ôm, ông nội mới ngồi ôm ba này hát ru mà hát hay quá, đâm ra là mấy chị em sáo đen hốt hội mê. Mình dùng cái từ đó bạn dễ hiểu, là mấy bà cho tiền góp đó mê mê mới đòi vô đình coi. Đêm đó mới coi coi sao ông này mắc hay vậy mà có thuyền kép hát mà không cho tôi vô coi. Tại người ta diễn cho thần mà làm sao mà cho người ta vô coi. Thì mới gây chuyện. Gây chuyện để gặp cho bằng được ông nội của anh này. À thì chính vì cái chuyện nó lớn bắt đầu gây sự qua lại. Cho nên lòng người ta nổi lên cơn gian ác, ta vô ta đốt. Người ta đốt luôn cái đàn hát đó. Nhưng cái đốt này đốt hù dọa cho vui thôi, ai ngờ cháy chết hết. Cháy chết hết, chỉ có ông nội, bác với lại ba này lúc đó là còn sống thôi. Mà những người mà ta có căn mà ta diễn cho thần thánh đó, khi mà chết đó, xác về với mỗi vị thần khác nhau. Cho nên không tìm được tờ xác lúc đó. Ông nội đành phải ôm hai người con đi xa xứ mà làm lại từ đầu. Đi xa xứ làm lại từ đầu. Không biết vợ mình xác trôi về đâu. Vị thần nào đang giữ thì không biết. Thì cứ cơ cực như vậy mà lo cho hai đứa con nó lớn lên. Thì cái người bác mới nhìn thấy ba mình cực quá mới đi tu. Thì cái ngày hôm đó giống như là bà nội đó đã trả xong cái nghiệp rồi. À trả xong nghiệp với cái vị thần mà gia hộ rồi, đâm ra muốn về đó để mà kết duyên với ông nội một lần nữa để hai người cùng đầu thai qua kiếp sau. Cho nên là cái mộ nó có cái tơ nhện, nó là tơ hồng, nó quấn quanh mộ để báo cho con cháu rằng là cái người duyên của cái người chết đó, họ về để mà nhờ thầy để mà làm cái mộ kế bên để cho hai người kết duyên tơ hồng cho người âm với nhau. Thì không biết mẹ của anh này đâu có biết, mới ra lao đi. À cho nên là bà nội mới về, bà nội quở. Quở nhưng mà không có hại con cháu, biết là cũng dâu con của mình. Không có hại con cháu, chỉ là hiện ra để báo cái điềm, để cho con cháu tìm cách khắc phục thôi. Đó, thì cái người bác đó mới làm cái lễ để mà thỉnh vong hồn về. Làm cái mộ bà nội kế bên, có tên tuổi này kia đầy đủ hết. Năm sinh năm mất đầy đủ rồi, kết lại cái duyên cho người âm là duyên giữa ông nội bà nội lại với nhau để cùng đầu thai qua kiếp sau. Nhưng riêng cái di ảnh đó là hình một cái cô đào hát mà bận đồ hồ quản, mà chỉ là tượng trưng thôi, là tại vì không có di ảnh của bà nội. Và đó là câu chuyện tâm linh mà anh với gia đình của anh này chứng kiến. Một cái câu chuyện mà ly kỳ đời ông nội của anh này. Mà đến đời sau cả gia đình đều phải đi giải quyết cái vấn đề đó. Thì anh mới biết rằng là trên đời này có những câu chuyện rất là đặc biệt và ly kỳ về tâm linh. Nhưng mà anh đi kể cho nhiều người đó bạn biết, nãy giờ bạn thấy là cái vai vế nó hơi nhiều. Đâm ra là anh kể cho nhiều người ta không hiểu. Khi mà Tân đọc câu chuyện là Tân cũng nhức đầu. Anh này, ba này, người bác, ông nội, rồi bà nội là vong hồn. Rồi trước đó là trong câu chuyện còn có ông cố ngoại bên bà nội nữa. Thì Tân mới gom lại thành ông cố, là người trưởng cái đoàn hát đó. À, vậy thôi, chứ Tân không nói vô nữa, nói nữa là nhức đầu. Bởi vì nhiều khi đọc câu chuyện tâm linh muốn kể các bạn nghe những câu chuyện ly kỳ mà phân tầng giai giới nhiều quá, mình nhớ không có gọn ghẽ đó. Mình kể hồi mình dễ bị điên lắm. Mình thật sự. Nhưng mình cố gắng, mình sắp xếp, mình kể. Tại vì bạn biết rồi đó, Tân không giống như một số kênh khác. Tân kể một lèo từ đầu chí cuối, không có cắt ghép, ít khi nào cắt ghép, trừ khi có sự cố gì xảy ra mới cắt ghép thôi.
Chứ còn mà Tân kể từ đầu chí cuối để các bạn theo dõi một câu chuyện từ đầu chí cuối vậy, thì buộc Tân phải nhớ cho bằng hết. Chứ Tân không có cái quyền mà Tân cắt Tân đọc lại. Tân phải nhớ cho bằng hết từ giai dế trong gia đình, từ cái cách hành xử của ma, của thần, từ phù chú này nọ là Tân muốn khùng luôn đó, chứ không phải đơn giản đâu. Ha, thì bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay? Cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân đến với nhiều người hơn. Bây giờ bye bye, hẹn lại các bạn với câu chuyện lần sau. Bye bye.